Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhân Laptop Bàn Trọn Đời. Chúng ta cũng thấy là khi mà mình đi mua laptop thì thường sẽ đặt ra những cái câu hỏi, ví dụ là nên chọn hãng laptop nào, Dell, HP nè, Lenovo nè, Asus, Acer vân vân, thì hãng nào là tốt nhất. Thực ra những cái câu hỏi rất là khó trả lời. Thêm nữa là ví dụ như là cái nhu cầu xài văn phòng, kế toán, có nhiều người nghĩ là đâu có làm cái gì đâu mà chúng ta cần phải mua một chiếc máy mạnh. Thực ra thì đó là những cái suy nghĩ khá là sai lầm, bởi vì với những cái phần mềm kế toán hiện tại trên thị trường, ví dụ như chúng ta thấy Misa nè, Fast nè, hay là Lemon nè, thì càng ngày cập nhật những cái SQL của nó rất là nặng. Kể cả những cái file Excel chúng ta thấy là thường link cắt xích với nhau á. Nó làm cho các file có khi vài chục mê lên, thì những cái máy mà có cái tốc độ CPU mà nó xử lý yếu á, và cái bộ nhớ RAM nó 4GB thôi, thì chúng ta thấy chạy rất là chậm. Thì một cái đặc điểm đó là khi mà nhu cầu xài kế toán thì chúng ta nên có cái bàn phím số phía bên tay phải, tại vì thường mình sẽ nhập số, nhập dữ liệu rất là nhiều ở trên đây, rất là hơi khó khăn. Nếu mà mình xài màn hình 14 inch để mà mình di chuyển thì mình cũng nên mua một cái bàn phím rời phía bên ngoài để mình dễ dàng mình nhập liệu. Thì sẵn hôm nay mình đang có hai chiếc máy HP Pavilion và Lenovo IdeaPad Slim 5. Đây được coi là những cái dòng sản phẩm thời trang, giá rẻ, cấu hình mạnh, bán rất là chạy thị trường Việt Nam mình. Khác hẳn so với những dòng doanh nhân, đối với HP thì chúng ta thấy HP EliteBook, Lenovo thì có Lenovo ThinkPad, hay là đối với Dell thì chúng ta thấy Dell Latitude. Thì sau đây chúng ta sẽ đi trải nghiệm thực tế hai chiếc máy này thử. Đây là những phiên bản 2021, ngân sách giá nó hiện tại cũng rất là rẻ, chỉ 14.500 thôi, với được trang bị cấu hình khá là mạnh, Core i5, RAM 8 và 16GB SSD 512, màn hình Full HD, và có máy thì có cảm ứng rất là thuận tiện để chúng ta giải trí hay là sử dụng những cái task vụ mà liên quan đến chạm màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm thực tế. Bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm thực tế hai chiếc máy. Đây được gọi là những cái dòng sản phẩm bán rất là chạy ở thị trường, laptop thời trang, giá rẻ, hướng đến đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên, các anh chị mà làm văn phòng, với cái ngân sách cũng khá là thấp. Bên trái là chiếc máy này, là chiếc Lenovo IdeaPad Slim 5, được sản xuất năm 2021, xách tay ở Mỹ về. Coi 5 1135G7 nè, với 4 nhân và 8 luồng, cache là 8 MB. Chúng ta thấy RAM tới tận 16GB. Lưu ý với mọi người là chiếc máy này RAM onboard nha mọi người. Đây là SSD thì 512, chúng ta có thể nâng cấp được Full HD LED, mình bật lên cho mọi người xem từng chiếc một nha. Thì được một cái là mình thích là đối với dòng Lenovo mà IdeaPad á, thì không chỉ cái dòng này không đâu, Lenovo thường có cái màn hình rất là đẹp, rất là đẹp. Thì đây có cái thông tin nè, sử dụng cái card đồ họa tích hợp là Iris Air IdeaPad Slim 5. Chiếc máy hiện tại giá rất là rẻ, 14.500, được thiết kế bằng một cái hợp kim, đây là cái kiểu như carbon á, ở trước đây thì làm kiểu bóng, rất là đẹp. Đặc biệt chúng ta thấy là có phím đèn bằng phím số đầy đủ nè. Được sử dụng cái công nghệ lo Dolby, nghe rất là hay. Tại vì với những chiếc máy này cấu hình mà thế hệ 11 và CPU, thì mình đã cho mọi người trải nghiệm cái hiệu năng rồi. Nên đây là mình chỉ so sánh mình nên chọn chiếc máy nào mình cảm thấy mình thích thôi. Đây là chiếc HP Pavilion 15, cũng sản xuất năm 2021, xách tay ở Mỹ về luôn nha mọi người. Thì cũng hên một cái là với dòng Pavilion này cũng đã cắt giảm rất nhiều rồi, nhưng mà còn giữ là cái phần loa Panasonic, là thấy có cái ký hiệu nè, màn hình rất là đẹp,
Điều đặc biệt là được trang bị có cái cảm ứng. Thì nhìn chung thì chúng ta thấy sau này những chiếc máy được thiết kế màn hình theo kiểu tràng viền rất là đẹp. Đây, chúng ta thấy mở lên cho mọi người xem tràng viền. Đó. Rất là đẹp. Thì mình để mình có một cái nhìn. Đối với dòng Babylon thì quá quen thuộc với thị trường Việt Nam mình rồi. Quan trọng nhất là mình thấy cân cái ngân sách, cái nhu cầu. Và thêm một cái nữa là mình xem cái thiết kế nó có phù hợp hay không. Hai chiếc máy này thì hai màu. Thì với những chiếc máy này có màu xanh nữa nha mọi người. Như mình cũng nói là đối với dòng Lenovo ThinkPad thì chỉ có một màu đen duy nhất. Còn Lenovo IdeaPad thì được thiết kế ra rất là nhiều màu, ví dụ màu xanh hay là màu xám, màu bạc rất là nhiều. Còn đối với dòng HP Babylon thì cũng khá là đa dạng. Thì đây là cái phiên bản màu bạc cũng rất là đẹp. Dĩ nhiên đây là dòng Babylon thì nó thấp tiền hơn dòng EliteBook nên là cũng cắt giảm đi rất là nhiều. Tuy nhiên với chiếc máy được trang bị cái cấu hình này thì mình nghĩ là rất là ok. Chỉ 14.500 thôi, hai chiếc máy này bằng giá nha. Ok. Nếu mà bạn nào mà cần hỗ trợ hoặc là cần trải nghiệm thực tế thì ghé đi, mình hỗ trợ cho. Cảm ơn mọi người. Mong là mọi người sẽ tìm mua được một chiếc máy nó phù hợp với cái nhu cầu và cái ngân sách. Cảm ơn mọi người. Mong là với cái trải nghiệm vừa rồi thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cái thông tin để mình mua một chiếc máy phục vụ cho đúng cái nhu cầu của mình. Bởi vì với một chiếc máy được sản xuất năm 2021 và được trang bị cấu hình rất là mạnh thì chúng ta xài văn phòng, giải trí hay là các bạn mà bên lĩnh vực kế toán là rất phù hợp, bởi vì màn hình rộng và có bàn phím số. Do là mình cũng nói là với những cái video mình làm ra hướng đến phần trải nghiệm, hiệu năng, cái nhu cầu, cái ngân sách phù hợp nhất cho những người mà gọi là ngân sách mà thấp á, mà cái nhu cầu cao á. Nên là những cái phần thiết kế thì mình không có nói quá nhiều. Nếu mà bạn nào mà cần hỗ trợ hoặc là cần tư vấn chuyên sâu có thể gọi vào số hotline hoặc là ghé trực tiếp cửa hàng á, mình trải nghiệm thực tế để nhiều khi chúng ta xem trên mạng nó không có thực tế lắm. Mọi người nhớ là ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký và bấm vào nút chuông để khi mà mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn rất là nhiều. Đến đây thì xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.